chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Vũ đang có mặt tại xã Nhân Hội của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vũ sẽ vào bên trong Lan Ông, Nam Hải, xã Nhân Hội. Vũ sẽ quay lại bên trong bà con vui chơi và xem hát tuồng nha. Vũ sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Thank you.
Thank you.
kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Bye bye cả nhà.